chiếc khăn này. Ô, đây bạn. Qua một tay con đây à. Ông đang không biết mở cửa không ạ? Lên đây thì đấy. Ấy bạn dễ thôi là. Ồ, họ tả tên như là. Chờ gì? Chờ. Tạp tên như thế nào? Ừ, dạ. Ủa, nhạc quá, mình thấy cái này. Ông thì có vẻ như là chưa từng mở cái cửa như này của bà. Thành ra là ông mở rất là khó. Tiếc hơn dạy một tiếng, tiếc hơn nào, tiếc hơn nào, đấy. Thế nhé. Ừ, tiếc hơn mà, bùa, là hơi cả bên mạng, dạy lại. Dạy hơn. Ủa, hấp văn viên này mà, hấp văn viên này, tiếc hơn nào, đấy. Ủa, tiếc hơn mạng này hả kìa. Ủa, nhạc cái chắc ăn một tay. Tao làm thốt lại thôi chứ. Ừ, quá ăn một tay. Quá ăn một tay. Đấy, bà tiếng ọc 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 tiếng khấn đi ọc ọc ấy bơ bơ lắc lắc ba tiếng cứ khuôn này thôi khuôn này là tiếng khấn à tiếng khấn tiếng khấn tiếng rất khấn đấy đấy thế này đấy đây nó cứ đi tìm một đây quét tạt ông thì chắc là vừa đi chợ về là làm tí men được không bác dê bàn cho hứa má thứ hai tôi xử với nó dê nó bà tiến năng mà gì? Ừ. Tiến năng mà? Ừ. Bục khăn nào mà? Bà tiến năng khăn? Bục khăn rồi, bà làm cho. Bục khăn. Bục khăn rồi gì? À, bục khăn. Bà tiến năng mà gì? Ừ. Chị lòng mi lên nhà, tôi không nhau rồi. Chị lòng mi bà này, lắc điếm này đi cho gì bà nào? Ừ. Ông thì vừa đi chợ về của bác ạ, cháu Lực cũng vừa ra đây bắt gặp. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì bắt gặp ông xây rượu bà. Trước khi vào là ông phải làm bí thuốc lào đó. Rồi thì làm cái gì thì nói. Nói cái gì thì nói ông cô bác ạ. Đấy, các em ở nhà cũng lau bàn ghế này rất là sạch sẽ. Nhà thì cũng thế cô bác. Nhà thì các em lau rất là gọn gàng. Để ta có chỉ lâu đi hứa ta chứ? Ây ơi, ta không chỉ lâu đi chứ à, ta làm mì chứ à. Ờ, chỉ mới chỉ bếp à chứ? Ừ, chỉ sống bếp à. Chỉ sống bếp? Chỉ con này? Hả? Chỉ con này đấy? Ừ, bố con mê đâu, bố nạt xảy lúc. Ồ. Chỉ làm mì à. Thế là ông là đi chắc là đi chợ gặp bạn đúng không? Bạn là uống hết là 2 bếp triệu rồi. Bạn ấy, bánh nếp à chứ à? Ừ. Lâu à? Ừ. Con hải có bị tơi nổi gì nổ? Xin lỗi ta ra. Ủa, một tháp bó xứ mà nhỉ? Một thén, xứ ấy nữa đi hư tơ. À, xứ lên gì lên xứ ấy. Ừ, hải xin bị tơi cả. À, ủa. Em xử. À, cho hải ma bó. À. Cho hải ma lên. Cho nó hát cả chứ, nó lên nhịp bài. Ồ, hát cả tươi nhịp bài á? Ừ, lên nhịp bài cho hải ma bó. Cho nó hát cả chứ, lên nhịp bài. Ông vừa nói rằng là... Hải đi nãy ở nhà nên thấy ông về chắc là uống rượu say cho nên là nói to quá. Hải là đi đâu không biết rồi cô bác. Vậy bây giờ thì bảo ông là say rượu thì cũng đi ngủ đâu cô bác. Cháu có lực không biết là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì ông có vẻ như là ông cảm giác như là khi mà làm nhà xong ấy là cũng thấy là gọi là đi là ổn định rồi, là cũng gọi là ông cũng dành ra cái khoảng thời gian mà được cuộc sống của ông ấy thì ông hay đi uống rượu của bác ạ. Ôi, lùm tí phai ra chứ? Ừ, tí phai nè. Nè là gì? Tí phai ra nào? À, ồ, xin lại tí phai. Xin lại tí phai. Vừa lên tới nhà của các em thì cháu Lực là thấy là ông cũng vừa đi chợ về các bác cho nên là tiện thể là cũng như gọi là ghi hình luôn. Tức là vừa rồi em Hải là theo như ông nói ấy, là thấy ông say rượu về nói chuyện to quá cho nên là không biết là chạy đâu rồi. Đem đây là gì? Đó nhá. Chúng tôi ổn. Khá buồn. Vai nào nữa chứ ạ? Nào. Vai nào ạ? Ừ. Phải vai nào? Ừ, vai nào. Chứ phải đi lên đây mà chứ ạ? Ừ. Nó mi ạ? Ừ. Cháu nó cũng bảo ông là say rượu là ông đi vào trong này ngủ đi. Phải đi lên đây mà chứ ạ? Ừ. Xem là Hải có trong này không ấy nhé. Không là Hải có ở đây.
Hả? Không thấy Hải đâu. Dên đi đi nữa mà. Hải bùi dưới hạt tới nữa. Dên đi đi nữa mà, lòng mi. Lòng mi lắc liếm đi nè. Ồ. Lòng mi lắc liếm đi. Đấy. Lòng mi lắc liếm đi nào dê. Lòng mi lắc liếm đi nào dê. Ôi, khoai đứa dê ố. Ông đi xe rượu rồi, chắc được là bảo ông là đi trong đây ngủ luôn các bác ạ. Cho được thử đi tìm em Hải xem là em ấy đi đâu rồi. Có vẻ như là em Hải là thấy ông uống rượu vậy là em ấy sợ các bác ạ. Sợ rằng là ông lại chửi, ông lại nói. Còn về cái phần sân này các bác này thì cháu Lực cũng đã bảo em Sử là đi xuống dưới để mà chở xi về làm lại cái phần trong một chút, và ở bên ngoài này cũng thế, bên ngoài thì sẽ là xây một cái hàng gạch ở đây để cho nước nó không có bị chảy vào bên kia thì bên kia sẽ không bị ướt một chút nào cả. Và đây là chắc là tối hôm qua em Hải lại tiếp tục là đi bắt con bọ xít này về này các bác này để mà đem đi bán hay sao ấy, không biết là đây có một đàn ngan, không biết là phải của các em không. Có thể là Hải chạy lên trên trên nhà chú hay sao các bác. Sử ấy chưa? Chưa. Chưa à? Vậy bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến cái mùa vụ mà trồng lúa tiếp theo rồi các bác. Thấy là ruộng nương của nhà ông, ruộng nhà ông thì ông cũng đã làm ruộng mới rồi. À, nhìn thấy từ xa thì có thấy hai bạn ở với ông không bác? Là đang ở nhà. Không biết là Hải có ra dưới không? Thế Hải không ạ? À, Sơn? Thế Hải không? Hải đâu rồi? Đi cắt cỏ á? Hải cắt cỏ ở tận đâu? Trên kia à? Đi với ai ấy? Nhưng mà mình Hải đi à? Ồ. Hải đi lấy cỏ rồi cô bác ạ. Hãy bảo là đi lên trên kia, bây giờ thì cháu được xé thử lên trên kia xem là Hải lấy cỏ như thế nào. Mặc dù là ông bảo là không ở với các em đấy các bác, nhưng mà đến lúc mà say rượu vào đấy, ông lại hay lên trên nhà trên kia. Vừa rồi cháu Lực bảo là ông ngủ lại ở trên kia đi, thì ông cũng ngủ lại rồi, chứ ông say mà ông cứ đi ra ngoài thì sợ ông trúng gió. Hải ơi!
rồi. Nhà chú các em thì thấy nuôi một đàn lợn này. Thái ơi. À, thì lầu đang tắm rồi. Bé tí tí đang tắm à? Ai à. Như khí này. Tắm à? Thầm thấy Hải không? Thấy anh Hải không? Thấy anh Hải không? Hả mày? Không thấy á? Hải ơi! Hải ơi! Hải ơi! Hải ơi! Hải ơi! Mệt quá lên trên này. Hải ơi! Hải ơi! Như kiểu là hét một câu là rồi. Đá bên kia có một cái tiếng vọng về. Như là có Hải. Như kiểu là Hải trả lời bên đấy. Hải ơi! Hải ơi! Hải ơi! Đang đâu ơi? Hải ơi! Vừa rồi thì cứ tưởng là Hải ở trên này, hóa ra là không phải cô bác ha. Lại ở ra phía bên kia kìa. Hải ơi! Đang làm gì đấy? Đấy cỏ à? Ok rồi anh đi nhá. Bây giờ thì đi ra gặp em Hải đó thôi thì cho được xé cái hình sâu của bác nhé. Đâu ơi Hải ơi? Một mình cắt cỏ thôi à? Không ai cắt cỏ à? Ra đây lâu chưa? Thế vừa rồi thấy ông về chưa? Rồi à? Thế thấy ông về xong mới chạy ra đây à? Ông say rượu đúng không? Này. Cháu Hải xin kính chào quý bà cô chú anh chị ạ. Sao không mặc áo dài tay vào? Em lúc nãy em tưởng em đi xuống ruộng kia thì em xem cháu không có cỏ thì em đi lấy các cỏ. À, xem cháu không có cỏ à? Vâng. Thế ông vừa bảo với anh rằng là Hải thấy ông về nhà thấy ông uống rượu say thì Hải chạy ra đây à? Vâng. Thế cỏ này có phải cỏ nhà em không? Không phải đâu, dưới kia thôi. Dưới kia à? Vâng. Thế thì anh hộ Hải đi cắt một chút. Vâng. Được nghỉ hè đúng không? Được rồi ạ. Hải là bây giờ là được nghỉ hè rồi cô bác ạ. Bây giờ thì ở nhà là phụ giúp anh xử được rất là nhiều đấy. Đâu, cắt đâu? Đây á? Vâng. Cái cỏ kia có phải cỏ nhà em không? Đây, không phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Thế mỗi chỗ này thôi à? Vâng. Cái cỏ, mấy cái cỏ kia có phải không? Cỏ trên kia phải ạ. Trên kia phải à? Vâng. Một mình Hải ra cắt thôi à? Con là chú không ra cắt cùng à? Không đâu. À, cái em, cái bạn mà ở với ông ấy? Không đâu. Vừa rồi thì có mỗi một cái liềm thành ra là đây ra đây anh hộ cắt một tư một chút cho. Vâng. Vừa rồi Hải cắt cỏ ở đâu? Cắt ở trên kia. Cắt ở trên kia à? Vâng. Ra đây anh cắt cho một chút thôi. Vâng. Hôm nay không đi chăn trâu được à? Không được. Bây giờ ruộng nhà ai cũng làm ruộng cho nên là không có chỗ chăn trâu nhỉ? Vâng. Cái liềm này không xác nữa rồi. Này cắt cho cháu ăn thì cắt luôn cả cháu nhà ông nhá. Vâng. Ờ, thế mà
con của chú không đi lấy cỏ cùng? Không đâu. Hải không rủ à? Có, nhưng mà bảo là tự đi cắt. Tự đi cắt á? Vâng. Hay là các em không muốn đi cùng rồi? Không biết ạ. Này, cắt buộc như thế này lại này. Ừ. Buộc hình bó nhỏ nhỏ. Bọn em cắt cỏ không buộc đâu. Cắt cỏ là không buộc đâu à? Ừ. Thế thì mới dễ thái. À, mới dễ thái à? Thế Hải lấy cắt này, anh lấy nhổ cho nhá. Vâng. Cỏ này thì lấy nhổ được này. Vâng. Mùa này thì là mùa có cỏ nhiều thì cũng không đi cắt cỏ thì cũng không lo mấy nhỉ. Vâng. Đi đâu cũng có cỏ. Vâng. Nhưng mà cũng chỉ cắt được ở trên ruộng nhà mình, đất nhà mình thôi đúng không? Đúng rồi. Ông vừa rồi xây rượu, anh bảo là ông ngủ ở phòng em rồi. Vâng. Lúc nãy em thấy về nhà. Thấy về nhà rồi à? Vâng. Ông say rượu thì có hay nói gì không? Có ạ. Có à? Vâng. Thời gian này mới nói hay là trước ông có từng nói không? Thời gian này mới nói vậy ạ. Thời gian này ông mới nói á? Vâng. Cũng có vẻ như là ông thay đổi đi rất là nhiều của bác ạ. Đấy, ông thì nuôi mình từ nhỏ đến lớn rồi, mặc dù ông như thế nào thì vẫn phải yêu thương ông nhé. Vâng. Không có được tránh xa ông. Ví dụ như ông say rượu như này này, ông ăn nói thì em có thể là bỏ đi chỗ khác nhé. Vâng. Đấy, nhưng mà thấy ông bị làm sao thì vẫn phải chăm sóc với ông nhé. Vâng. Trên kia người ta trồng thảo quả à Hải? Trên đây là chú trồng. Là chú trồng à? Vâng. Là chú có nhiều đất ở đây không? Có, trên kia rồi ạ. Trên kia? Vâng. Cái bạn mà hay ra hộ anh Sử ấy thì bạn gái đấy nhà là ở tận đâu Hải có biết không? Ừ, gần nhà em thôi. Không, ở gần nhà. Vâng. Sau này đùng tự dưng cái có chị sâu nhỉ? Vâng. Cho anh mượn liềm nào. Đấy, Hải con vào nhá. Vâng. Mùa này đi cắt cỏ cũng rất là sợ đấy. Có cái ong, con ong ở nhỏ kia à? Vâng. Nó hay làm tổ ở những cái những bụi ấy.
Anh xử lý xuống xá lâu chưa? Lâu rồi. Chắc là hôm nay là ngày chợ cho nên là xử là đi mua thức ăn nè. Nghỉ hè thì được nghỉ mấy tháng à Hải? Không biết đâu, cô giáo bảo là khi nào thông báo thì mới đi ạ. Nào, thế đi họp phụ huynh như này thì có họp phụ huynh không? Có ạ. Họp phụ huynh là họp lâu chưa? Lâu rồi ạ. Họp lâu rồi à? Vâng. Ai đi họp phụ huynh cho? Em xử rồi. Em xử đi à? Vâng. Đủ rồi. Buộc lại đi. Dây trên kia đúng không? Dây trên kia. Em ôm đi, ôm lên trên kia đi. Xong qua trên kia buộc lại. Đi. Nãy anh cứ tưởng là Hải lên trên cắt đấy, anh cứ lên trên tìm Hải. Vâng. Chỗ mà nương ngô ấy, chỗ mà có mộ của bà ấy về. Vâng. Hôm nay em sang đi trên kia anh mà. Trên kia chú bảo là không có cỏ. Không có cỏ á, thay đi vào đây. Em lên đây khác cả. Đi vào. Đây, cầm cái liềm này. Mẹ lấy cái bao cho anh. Đây anh vác cho. Vâng. Đi trước. Nhà chú phải trồng nhiều cỏ voi đấy nhờ. Vâng. Ông ấy chắc giờ này ngủ say rồi đấy. Vâng. Thế bảo là ông uống này uống nhiều rượu lắm. Vâng. Ôi, nguồn nước ở nhà chú này to nhỉ? Vâng. Cái cây này cái gì như kiểu cái sâm ấy nhỉ? Vâng. Thế này. Cái này là cái thuốc của bác của thím trồng đúng không? Vâng. À, thế là có mấy cây này. Dưới đây không có một cây nữa. Tắm xong rồi à? Hả? Cắt đấy nào. Anh đi chơi. Ừ.
Này này thím, nhà thím trồng nhiều cái cây quả dưa mèo nhà đây ấy. Được chưa? Này bây giờ cho nó ăn luôn hay là có phải thái được không? Thái nữa ạ. Phải thái nữa à? Trời như kiểu là sắp mưa to đấy Hải ạ. Vâng. Hôm tối qua đấy có mưa to không? Có ạ. Mưa to cái mái hiên kia nó có bị dột vào trong không? Không đâu. Ôi, con ăn chuối đó hết rồi. Vừa rồi anh ra gặp ở đây mà. Hạnh. Ôi ôi. Cháu cắt cái quả này cho sao nó ăn được? Không ăn đâu, ông Hạnh. Cứ cắt về đây. Ông cắt về đây á? Vâng. À, con chú. Hay anh làm gì đấy? Hả? Biết. Làm gì đấy? Chơi. Chơi là bắt mạng ấy nhỉ? Vâng. Sân, ra đây thái cỏ cho đi. Con xem điện thoại à? Ôi đời nhà của ông ấy, Hải. Vâng. Ui, ông mệt đấy cô bác ạ. Ông thợ nó bay ra bay vào nhiều quá. Có phải ở tổ nó có phải hôm nọ xử lý bắt về không? Phải về à? Hai thanh niên này không đi cắt cỏ à Sơn? Sáng nay vừa cắt rồi à? Tối qua Hải lại đi bắt bọ xít kìa. Hôm qua em không đi đâu. Thì hôm nào đi bắt mà anh thấy phơi ở ngoài kia nhiều đấy. Đấy em bắt lâu rồi. À. Đấy, Hải thì cái công việc mà như đi như thái cỏ này có bác này thì em không có gọi là xa lạ gì nữa. Nói là em mới biết làm từ rất là sớm. Cái này nhìn những kiểu trong như kiểu là cái tam thất ấy cô bác này. Cái lá của nó đã ăn được, còn cái này thì hình như là lấy luộc lên thì vẫn được nhưng mà phải cạo vỏ nó, nhưng mà bé quá không biết không cạo được không cô bác này. Có nhiều lắm này cô bác, trong như cái củ tam thất này. Mày không biết là để hầm với lại xương thì có ăn được không, nhưng mà phải cạo cái vỏ đi á. Không bao giờ mới cạo được đây. Con chim cú mèo cái đấy thả chưa? Đấy thả đi rồi à? Bảo mãi mới thả đi các bác chứ không có thả đâu. Chiều tối nay có phải đi chăn đi thả trâu được không? Không biết à? Cha phải thả một tí đi uống. Thả một tí đi uống nước á? Vâng.
đừng để cho nó đầy quá, không là tí nó đẩy ra ngoài đấy. Ờ, chỗ dưới kia có một cái tổ ong nữa Hải. Vâng. Đưa đây xem nào. Cái tổ này là tổ của ong đúng không? Đúng rồi. Không biết là có mật không chứ các bác. Ở trên rừng thì ong cũng đặt là những cái thùng để như này này các bác này, để cho ong nó trên đấy, xong rồi đến cái mùa mà đến lấy ong thì là ong sẽ cùng em xử để lên trên lấy. Nhưng mà không biết là năm nay ông ở riêng thì ông có gọi em xử để mà đi cùng nữa không. Đây là vườn rau gì đấy Hải? Vườn gì đấy? Bí thôi ạ. Giờ rau bí à? Vâng. Ô, chú Hải đang làm ruộng cái gì kìa. Vâng. Chỗ này thì phải nói là hai anh em hay thường ra đây để mà ngồi cô bác ạ. Trước kia mà chưa còn là làm nhà mới xong đấy, có một cái view và nhìn đi xuống dưới tận dưới huyện luôn, nhưng mà nhìn đi trong rất là xa cô bác ạ. Nhưng mà sau này Hải mà đi học, đi huyện học ấy thì đi xem nào, đi bao nhiêu, biết bao nhiêu quả đồi nào. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 5 quả đồi. Vâng. 5 quả đồi thì mới đến dưới huyện được. Vâng. Đi, điệu đi bộ có đi được không? Không được ạ. Đi bộ chắc là 2 ngày đấy nhỉ? Vâng. Buổi tối thì mệt, buổi tối thì ngủ lại hoặc dọc đường. Xong thì tiếp tục lại đi tiếp. Vâng. Thanh niên kia là ngủ đây à? À không biết đi đâu. Ông ấy chắc là vẫn đang ngủ trên nhà mới thôi Hải ạ. Vâng, lúc nãy bạn kia bảo là lại đi trên nhà mới. Nãy anh bảo là ông ngủ trên đấy đi, bảo là ông đừng có đi nữa, không là tí bị cảm nắng là hạ tí bị trúng gió là nguy hiểm lắm ấy. Vâng. Ô, nhưng mà trong nhà này đồ đạc này cất ra bên kia hết à, xong nhìn sao gọn gọn đấy. Vâng. Đây bên kia là cô bác này nhìn thấy là bây giờ đồ đạc thì ít hơn, cất sang bên kia thấy gọn hơn. Ngôi nhà này thì cũng gắn bó với lại hai anh em Hải Sử thì phải nói là một cái thời gian mà cũng không phải là ít, mà cũng không thể mà là cũng không gọi là quá dài nữa. Thế thời gian này ngủ một mình thì sợ không? Không sợ đâu. Sợ đâu? Vâng. Trước thì hay ngủ với anh Sử ở nhà. Vâng. Cái hai em không ngủ với nhau à? Mỗi người ngủ một phòng luôn à? Đó là lâu ngủ nhau thôi ạ. Lâu ngủ cùng nhau à? Vâng. Sợ quá thì hai anh em là đi ngủ với nhau. Nhưng mà tập bây giờ lớn rồi thì tập cái thói quen mà ở nhà thì phòng có, giường có, thì tập anh em mà ngủ riêng ra. Vâng. Anh Sử bây giờ anh cũng lớn rồi, em cũng lớn rồi. Lỡ đâu mà sau này độ tầm 2-3 năm nữa anh Sử mà lấy vợ về thì hai anh em lại không có ngủ với nhau, không có thích nghi được. Nhờ tập trước nên mong sao là em Sử cũng gặp được một cái người bạn mà có duyên, người bạn mà tốt với em, để cho cũng như là phụ công việc của em, cuộc sống hàng ngày về gọi là yêu thương nhau là được rồi. Đấy, như Hải cũng thế, Hải thì sau này ít nhất phải lớn hơn thì mới lấy được vợ nhá, lấy vợ sau. Vâng. Đấy, thấy anh Thắng và anh Vân đã lấy vợ rồi đấy nhở? Vâng. Cũng chưa đủ tuổi đâu nhưng mà ai cũng đã lấy vợ rồi, gọi là lấy về thôi nhưng chưa cưới cô bác ạ, chỉ cưới ở bên đằng gái thôi. Hay có lẽ là thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ, nay thì đi xuống. Hôm nay là ngày chủ nhật ấy, thì biết là các em cũng không có đi học nữa rồi. Và lên thì thấy là ông là trong cái tình trạng mà đấy là rất là say rượu rồi các bác. Nó say rượu thì đến nỗi mà em Sử với em Hải là còn em Sử là thấy ông là còn sợ không à. Nên là mỗi lần ông say rượu về thì ông hay nói nhiều à? Vâng. Đôi lúc có rượu có bia vào thì hay nói nhiều các bác ạ. Thì có lẽ là cho Lực cũng xin được chia sẻ cái thước phim này thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.